Ngày 6 tháng 9, công an điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe máy và xe đầu kéo tại khu vực giao lộ ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, khiến hai cháu bé thiệt mạng và một phụ nữ bị thương. Đến rạng sáng ngày 6 tháng 9, lực lượng chức năng đã giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 5 tháng 9, tại khu vực giao lộ Trần Văn Dầu, Nguyễn Cửu Phú, quận Bình Tân xảy ra vụ tai nạn giữa xe đầu kéo biển số thành phố Hồ Chí Minh và xe máy biển số tỉnh Thừa Thiên Huế do một phụ nữ cầm lái chở theo hai cháu bé. Hậu quả hai cháu bé thiệt mạng thương tâm, người phụ nữ bị thương. Tại hiện trường, xe máy nằm biến dạng dưới gầm xe đầu kéo. Nhận tin báo, công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị liên quan đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường cũng như xác định danh tính các nạn nhân, trích xuất camera điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.